Một học sinh cấp 2 ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhảy lầu tự tử sau khi bị điểm 3 môn tiếng Anh trong buổi kiểm tra ở trên lớp cách đây không lâu. Những vụ việc như thế này đang ngày một nhiều hơn và khó để định lượng được con số, nhưng mà tỷ lệ học sinh có ý định tự tử trong một khảo sát về y tế học đường được công bố năm ngoái lên tới 17% và con số này thì đang ngày một gia tăng, mà nguyên nhân phần lớn là do áp lực học tập đè nặng lên vai của các em. Nhiều ngày nay, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh tự tử vì bị điểm 3 môn tiếng Anh. Nhiều người đã bày tỏ nỗi đau đớn, chua chát và cả nhiều tiếng thở dài, phẫn nộ xoay quanh các bình luận về nguyên nhân vụ việc, tới từ áp lực mà học sinh đang phải gánh từ trường học. Trước đó, chuyện về một em nhỏ tại Hà Nội cũng được nhiều người chia sẻ với những bình luận về áp lực trong các gia đình. Thật sự là mình không nghĩ là lứa tuổi của cháu chưa tiếp thu được cái điều mình dạy. Thế nên khi mình cáu quá không nói được và mình lại bận việc, mình đừng lôi cháu ra khỏi phòng, vứt cháu ở ngoài phòng tối và chốt cửa phòng lại. Chỉ vì quá mong mỏi con đọc thông viết thạo hơn bạn bè cùng trang lứa, mà người mẹ này đã đè nặng áp lực học hành lên đứa con trai chỉ mới 5 tuổi của mình. Đứa con trai bé bỏng của chị đã phải trải qua những cú sốc tâm lý và mắc phải bệnh trầm cảm, cùng quẫn tới mức mỗi khi ngồi học thì cậu sẽ tự làm đau bản thân bằng cách cắn nát 10 đầu ngón tay như thế này. Con có ghi chuyển máu hôm nay rồi, tối được chuyển máu hôm nay tiếp. Tại vì con cắn, nhưng mà sao lúc con cắn không thấy đau à? Tại vì lúc con cắn thì con không thấy đau, lúc con cắn tiếp thì mới đau. Ân hận, dằn vặt, nhưng những cung bậc cảm xúc đó không thể mang lại sự bình thường cho đứa trẻ. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm số phụ huynh đưa con đến khám chiếm 20% tổng số ca bệnh và có xu hướng gia tăng về mùa thi. Nhiều trẻ được đưa vào viện trong tình trạng suy kiệt sức khỏe, thậm chí không ăn uống được. Đây là do áp lực từ bản thân em ạ. Em đặt ra một vấn đề nào đó rồi em không đạt được, ức chế thôi. Không chỉ ở Viện Sức khỏe Tâm thần Bạch Mai mà ở nhiều bệnh viện khác, tình trạng trẻ bị trầm cảm, loạn thần cũng ngày một gia tăng. Đừng lúc nào cũng nghĩ rằng con mình ra sao là do trường học hay là do xã hội, mà thực sự cái ảnh hưởng đầu tiên và cái ảnh hưởng lớn nhất đối với con chính từ cha mẹ. Cái áp lực của thi cử là một sang chấn tâm lý đối với các cháu, gây lên cho các cháu có rất nhiều những rối loạn theo. Những gương mặt non nớt từng là sự kỳ vọng lớn lao của các bậc phụ huynh, thế nhưng giờ đây lại vô hồn, ngờ nghệch. Tương lai của những đứa trẻ này giờ đây chỉ trông chờ vào việc điều trị, chữa bệnh ở các bệnh viện tâm thần. Cũng có thể một tháng, hai tháng nữa, những đứa trẻ này sẽ ổn định trở lại. Nhưng cũng có thể là không còn cơ hội nào nữa.